Alo alo, chào các bạn. Mình là Hoàng. Đây sẽ nơi mình làm video về nước hoa, đời sống và một chút về xe cộ nếu có thể. Lần đầu tiên thì mình xin cảm ơn các bạn vì trong thời gian qua đã ủng hộ và yêu thương mình. Mình rất biết ơn điều đó. Kênh của mình hiện tại thì đã được hơn 10.000 sub. Tuy con số này rất là nhỏ so với thế giới nhưng mà đối với mình thì nó rất rất ý nghĩa. Và mình cảm ơn các bạn một lần nữa. Để cảm ơn mọi người thì mình sẽ làm một cái giveaway nho nhỏ. Mình sẽ nói kỹ hơn ở phần cuối video. Nhưng mà mọi người nhớ xem hết video nhá. Đừng có mà tua luôn đến cuối để xem giveaway đấy. Trong thời gian vừa qua thì chai nước hoa mà mình được yêu cầu nhiều nhất mà video nào mọi người cũng comment là làm đi, không phải là cái gì khác mà đó chính là Le Labo, một dòng nước hoa niche. Đầu tiên thì chúng ta cùng trả lời câu hỏi nước hoa niche là gì. Thì mình sẽ giải thích nó ngắn gọn thôi. Ở những chai nước hoa nổi tiếng mà mọi người thường được biết đến như là Bleu de Chanel này, Chanel No. 5 này, Acqua di Gio này, bla bla, thì nó gọi là nước hoa designer. Còn nước hoa niche nó là một thương hiệu nước hoa riêng biệt, nó không được sản xuất đại trà. Mục tiêu chính của các cái dòng nước hoa này không phải là bán được càng nhiều càng tốt, mà mục tiêu chính của họ là có thể chạm tới được cảm xúc của người dùng. Mà nói thế cũng không hẳn, làm gì có ai bán hàng mà không muốn bán được hàng. Ý là họ tập trung vào cái chất lượng và cảm nhận của người dùng nhiều hơn là PR cho sản phẩm. Có thể hiểu nôm na là nước hoa niche nó giống như là nghệ sĩ underground ấy. Còn nước hoa designer nó là team showbiz. Và những nguyên liệu trong chai nước hoa niche thì nó hầu hết là thành phần tự nhiên, hoặc nó là những nguyên liệu cao cấp đắt tiền chứ không phải là những cái hương tổng hợp. Nên những chai nước hoa niche thường có mùi hương độc đáo, khả năng lưu mùi rất pro, chất lượng rất pro. Và cái giá nó cũng rất pro, thường là gấp đôi, gấp ba những chai nước hoa khác. Và nó cũng khó mua hơn nữa. Thì đó là tóm tắt nhanh của mình về nước hoa niche. Còn bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, Le Labo. Và cụ thể nó là Liz 41. Mà hôm nay cũng đang chèn gió vui mồm thì tiện mình sẽ nói về Le Labo một tí vì cũng nhiều bạn quan tâm. Thì cái tên Le Labo nghe nó kiểu mỹ miều, nó quý tộc, nó ghê gớm lắm đúng không? Yes, và ý nghĩa của nó trong tiếng Pháp nó là phòng thí nghiệm. Điều đặc biệt ở Le Labo mà chắc nhiều người cũng biết rồi, đó là khi bạn ra store mua hàng thì sau khi bạn thử mùi thì bạn sẽ trực tiếp được xem họ pha chế và đóng gói luôn. Ngoài ra bạn còn được in tên hoặc là bất cứ chữ gì cũng được, Bill Gates hay là Obama hay là chim cò hoa bướm gì cũng được. Hôm nay mình chọn ra cái chai Liz 41 này để review cho các bạn bởi vì mình rất thích mùi này. Và đây là một mùi nữ. Đây là chai nước hoa với tông mùi chính là mùi hoa trắng. Thành phần chính của Liz 41 là hoa huệ, hoa nhài, hoa lo kèn và thêm một chút ngọt ngào của vanilla. Đúng là một chai nước hoa niche có khác, khác bọt thật sự. Và cái mùi hương hoa huệ trong cái chai nước hoa này nó đúng là một siêu sao. Và một từ duy nhất dành cho cái chai nước hoa này, nó chính là tinh tế. Người mùi của Liz 41 phát là ngay lập tức mình tưởng tượng ra một cô nàng tiểu thư vô cùng kiêu kỳ, vô cùng sang chảnh. Một mùi hương phải nói là quá đỉnh. Cảm giác ngửi nó rất là dễ chịu. Khi mà ngửi chai nước hoa này thì đúng nghĩa là các bạn đang tận hưởng cái chai nước hoa này luôn ấy. Mặc dù nó là nước hoa nữ nhưng mà mình vẫn tự xịt lên người mình để ngửi. Tuy nó là hương hoa nhưng mà khả năng lưu mùi của nó cũng vô cùng bá đạo. Nếu bạn là một cô nàng nhẹ nhàng tinh tế thì hãy mua chai nước hoa này, mặc một bộ váy trắng tinh tế một chút, xịt Liz 41 đi ra đường, tất cả mọi người sẽ phải ngoái nhìn bạn. Chắc chắn 100%. Và mình nghĩ chai nước hoa này phù hợp nhất với cả các bạn nữ từ độ tuổi 20 đến 26 là đẹp. Và bây giờ sẽ là phần mà mọi người mong chờ nhất đây, đó chính là phần giveaway. Thì mình sẽ tặng một chai nước hoa 30ml trị giá khoảng 2 triệu đồng cho các bạn. Và mình cũng sẽ để các bạn tự chọn nước hoa cho riêng mình, để cho bạn nam hay là bạn nữ đều có thể tham gia được. Các bạn chỉ cần like video và subscribe channel của mình, và làm theo hai bước rất là đơn giản, mình sẽ để ở phần mô tả. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình ngày hôm nay. Nếu mọi người thấy hay hoặc mà thấy không hay thì cũng nhớ subscribe ủng hộ cho channel của mình nhá. Còn bây giờ thì bye bye.